Đây 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 đây. Cái này con chú. Rồi đúng rồi. Dễ nhẹ tay. Tỉnh Vĩnh Long có hàng chục làng nghề được hình thành và phát triển trong nhiều năm qua, gợi nhớ, gợi thương cho biết bao du khách thập phương đặt chân đến mảnh đất này, để rồi chẳng muốn rời xa. Và ở huyện Tam Bình cũng có một làng nghề như thế. Làng nghề bánh tráng giấy ở ấp Tường Lộc được hình thành cách nay trên 30 năm với sản phẩm ban đầu là bánh tráng giấy. Qua ngần ấy năm tồn tại và phát triển, những người làm bánh ở đây không chỉ sản xuất bánh tráng giấy mà còn tìm tòi, sáng tạo ra nhiều sản phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh. Hãy theo chân Thiên Nguyễn ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về làng nghề bánh tráng giấy này quý vị nhé. Chào chú. Chào. Thì chú đang chạy này là chạy cái máy chém. Dạ. Chém để cho cái sắc dừa nó thịt mình nhuyễn rồi nó qua mình ép cho nó cốt mình lấy cho nó sạch. Đây là cái máy ép mà. Chú ơi, cái này là sao mình có được cái máy này vậy chú? Tự mình sáng tạo thôi. Chứ hồi xưa cực lắm. Một ngày thì nếu thí dụ làm 10 thao này. Dạ. Là nó phải 60-70 cái bồng mà nhồi rồi dắt. Dạ. còn bây giờ làm 10 thao là lẹ lắm. Khỏe re hả chú? Dạ. Thời điểm mà mình làm cái nghề này là khi nào chú? Trên 40 năm rồi. Trên 40 năm rồi. Nhớ hồi đó làm bằng củi rồi sông củi á. Sông củi nó ở dưới nó bắt lên nó cháy nhà. Có cháy nhà nữa chú? Cháy. Không. Nhưng mà phát hiện được nó cháy mới cháy miếng vách còn như chưa có cháy lên tới nóc. Rồi lúc đó làm sao chú? Ra tạt nước bởi vì có lu nước ở gần kế bên. Dạ. Chú ơi, để con làm thử được không chú? Không được, không được. Không quen thọt vô cái quạt nó chém à. À dạ. Cô em thấy chị làm rất là linh hoạt, thì khéo léo quá. Mình làm lâu chưa chị? Cái bánh này là đổ mười mấy năm rồi. Dạ. Mình làm công việc này là ban đầu có khó không chị? Khó chứ anh. Bắt đầu cũng lộng cộng lắm, khó làm lắm. Em thấy chị làm nhanh quá, cái bánh nhìn đẹp quá, em mượn cái bánh được không ạ? Quá, nóng quá vậy? Nóng. Quá trong lò nó ra, nóng thôi. Nóng quá. Em để lại. Em cứ tưởng là nhìn thì rất là nguội, thì ngon, rồi nhìn đẹp nữa. Wow, vậy chị có khi nào chị bị phỏng không? Có chứ, bởi vì mới mang nhiều bao tay. Wow, bây giờ em có thể làm thử được không chị? Ủa? Nhưng mà không biết là bước đầu vô làm mình có bị Nó cũng phải mang bao tay vô. Dạ chắc chắn rồi em. Em nghe phỏng là em thấy sợ rồi. Rồi bây giờ em đeo bao tay nè. Chị chỉ lại em một lần nữa đi. Bây giờ em dở lên cái đổ lên cái giữa nè. Đó, rồi bây giờ con lấy cái này lên là con xếp làm hai nè. Xếp làm hai rồi. Xếp làm hai cái nữa. Ủa vậy là ba lần xếp làm hai luôn. Đây dở này lên. Dở cái nào chị? Cái nào? Cái này hả? Dở lên. Rồi dở lên rồi làm gì nữa? Rồi đổ đi chính giữa. Thôi, để từ từ xuống. Rồi, để từ từ xuống rồi ép xuống. Từ từ thôi. Rồi, từ từ. Lật xuống hả chị? Dở cái ra, lấy ra. Xếp lại, xếp làm hai. Xếp làm hai. Bánh cứng quá rồi. Bây giờ bẻ sao đây? Gãy. Rồi bỏ ra đây. Rồi dở cái này. Rồi dở cái này. Rồi kẹp vô. Rồi kẹp vô. À. Xếp lại cái làm hai nữa. Rồi xếp cái làm hai nữa. Ừ. Ôi nóng quá. Ôi nóng quá. Ôi. Đổ. Rồi đổ vô đây. Quắt qua. Rồi. Rồi, đè xuống. Đẹp quá trời luôn. Quá trời đẹp luôn. Rồi làm. Thôi. Rồi ăn luôn. Rồi bỏ luôn. Bỏ luôn muốn cái khác. Rồi thôi. Rồi. Rồi chín rồi đó. Dở đây. Đó. Rồi xếp lại. Rồi. Đó. Dở đó. Thưa quý vị, sau một hồi rất là vất vả thì Thiên Nguyễn đã làm được một cái bánh tương đối hoàn chỉnh như thế này đây.
trông cũng rất là hấp dẫn đúng không quý vị? À, bây giờ này mẹ xem ăn có ngon. Ngon nóng à? Ngon nóng ngon chị. Nóng quá. Xong rồi bắt đầu mình đếm từng cái đúng không cô? Đếm chừng à. Như vậy là bao nhiêu cái cô? 13 cái đó. 13 cái. Mà cô đảm bảo đây là 13 cái. Rồi đếm thử rồi. Thưa quý vị, với kinh nghiệm của cô nói đây là 13 cái bánh và Thiên Nguyễn nghĩ là không thể nào mà chắc chắn như vậy được. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem có phải là 13 cái bánh hay không. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và đây là cái 13. Quá. Wow. Đâu, con giờ con muốn thử cái này thử có phải 13 không? Không đếm, Thiên Nguyễn cũng không đếm nha. Mà con này hơi dày rồi. Chắc là phải bớt 3 cái lại, à không, 2 cái đi. Thử coi. Đây. Không đủ đâu. Sắp này, con nói không đủ hả cô? À, không đủ. Con nói còn thiếu bao nhiêu cái nữa? Sao được, coi. Cô cầm thôi. Này giỡn 11 cái à? Cái này là 11 cái, cô nói là cô cầm là đúng 11 cái. Bây giờ mình thử lại nha, có 11 cái hay không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 cái nữa quý vị. Wow. Bây giờ con mới thật sự là thấy cái cảm giác của con người là không giới hạn. Con thấy mè nhiều mè. Làng nghề bánh tráng giấy Tường Lộc giờ đây không chỉ thơm hương bốn mùa mà còn tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động, giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình. Làng nghề cứ vậy mà phát triển, từ cái thời nhồi bột, nạo dừa đến chai tay, bây giờ thay bằng máy trộn bột, lò nướng điện. Và cũng từ làng nghề ấy mà nuôi nấng những người con ăn học thành tài, nhiều gia đình sung túc và những căn nhà mới lại mọc lên. Từ đó nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt của những người thợ. Với mong ước, hương vị bánh tráng giấy sẽ vươn xa hơn và để lại dấu ấn cho bất cứ ai được một lần nếm qua. Quý khán giả nhớ like, share, subscribe và bật chuông thông báo kênh YouTube Cửu Long Phim để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo từ kênh nhé.